Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món đậu hũ trộn với rau củ mình chiên chay nha các bạn. Món này làm xong ăn cùng với tương ớt, là món ăn vặt hoặc là ăn cùng với bún xào chay, với cơm. Cách làm thì nhanh lại đơn giản. Và đây là tất cả các nguyên liệu, thì mình có một miếng đậu hũ non, mình dùng là 50 g, và một cây cải thìa, một củ cà gót, một trái bắp và ít cọng hành lá. Và ngò gí thì các bạn thích rau củ nào thì mình thêm vô. Và đây là đậu xanh thì mình cũng đã ngâm qua một đêm, mình dùng là 100 g. Và cái bột chiên giòn thì mình sử dụng là 50 g và 50 g bột mì, một ít tiêu xay và một ít đường và hạt nêm chay. Đầu tiên thì mình sẽ đi gọt cái phần bắp này để mình đi lấy cái phần hạt. Thì mình gọt cho nó hơi mỏng một tí để lát mình không cần bầm lại. Và một trái bắp thì mình gọt ra được bao nhiêu đây. Đến phần đậu hũ thì mình sẽ tán cho nó thật là nhuyễn ra luôn nha các bạn. Thì mình lựa cái đậu hũ non như gì mình làm nó sẽ ngon. Đậu xanh thì mình sẽ để vô một cái sửng để mình đem đi hấp. Mình hấp đến khi nào cái phần đậu xanh này nó mềm là được. Cà gót thì mình sẽ xới cho thật mỏng. Rồi mình sẽ xắt sợi nhỏ lại. Và mình sẽ băm hạt lựu cho nó thật là mỏng. Thì mình làm cái đậu hũ nguyên chiên này á, để cà gót vô á nó sẽ ngon hơn. Và nó có cái độ ngọt tự nhiên từ rau củ. Thì các bạn thích rau củ nào thì mình thêm vô. Đến cái phần cải thìa thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Thì mình cũng sẽ xắt ra. Thì cái phần gốc của cải thìa mình cũng sẽ xắt hạt lựu nhỏ. Còn cái phần lá thì mình cũng sẽ xắt rồi mình bầm lại cho nhỏ. Và hành lá thì mình cũng sẽ xắt nhỏ, ngò gí thì mình cũng sẽ xắt cho thật nhuyễn ra. Đậu xanh thì nãy giờ mình hấp cũng đã chín mềm rồi, rất là mềm luôn. Thì giờ mình sẽ đem ra ngoài. Và khi đem ra ngoài xong rồi á, thì mình dùng cái muỗng mình sẽ giã nhuyễn cái phần đậu xanh này, trong cái lúc còn nóng như vậy sẽ dễ được giã hơn. Và mình để đậu xanh vô thì nó có độ béo và thơm ngon hơn. Thì giờ mình giã nó nhuyễn như vậy là được. Thì mình sẽ để cái phần cải mà mình xắt nhỏ mình để vô. Và bắp. Đến cái phần cà gót. Cà gót mình để nhiều vô ăn nó sẽ được ngọt tự nhiên hơn. Và đậu hũ. Thì các bạn thích đậu hũ nhiều thì mình để cái phần đậu hũ nhiều thêm nha. Hành lá và ngò gí. Các bạn có thể không để hành lá, các bạn có thể để hành bô gô và bột chiên giòn. Bột mì. Và mình sẽ để tất cả các gia vị vô. Thì mình để cái bột chiên giòn như vậy á, khi mình ăn á thì nó có cái độ giòn bên ngoài rất là ngon. Phải có bột chiên giòn mới ngon nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều tất cả các gia vị cho nó đều lại với nhau. Khi trộn đều xong rồi á thì mình sẽ để vô đây là khoảng là một thìa cà phê dầu ăn. Các bạn có thể thay thế bằng dầu ô liu nha. Và mình cũng sẽ trộn đều lên. Và mình cũng nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Nó hơi lạ thôi, để mình trừ hao. Mình còn chấm tương ớt hoặc là nước tương nữa, nên mình nêm cái gia vị cho nó hơi lạ. Về cái phần gia vị này á, thì các bạn nêm sao cho vừa và hợp khẩu vị với gia đình mình nha. Thì nếu như các bạn không ăn hành lá thì các bạn không cần để vô. Mình bắt một cái chảo lên và mình để vô đây một lượng dầu ăn cho nó hơi nhiều một tí.
Và khi dầu ăn nóng á, thì mình sẽ đi dò những viên tròn nhỏ như gì. Thì các bạn có thể tạo những hình dáng khác nhau. Ở đây thì mình dò những viên nhỏ vừa như gì để khi mà mình chiên á, nó mau được vàng và nó có cái độ giòn hơn. Thì mình để cái dầu ăn nóng xong rồi mình sẽ đi dò viên như gì và mình để vô mình chiên liền. Thì các bạn đừng có dò trước, tại vì trong cái đậu hũ và rau củ nó rất là mềm. Nếu mà mình dò trước thì nó sẽ dễ bị nhão. Và mình sẽ chiên với cái mức lửa là vừa nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Tại trong cái viên rau củ này nó rất là mau vàng và mau chín. Và trong cái lúc chiên á, thì mình thường xuyên mình dùng đũa mình đảo qua đảo lại như gì để cho cái viên rau củ của mình nó vàng đều và nó không có bị cháy. Thì cái viên nào mà nó vàng nó chín rồi á thì mình sẽ gấp ra ngoài. Mình sẽ gấp ra ngoài cái giấy thấm dầu cho nó rút bớt cái phần dầu. Thì các bạn chiên cái viên rau củ này á, thì mình sử dụng cái lượng dầu ăn cho nó hơi nhiều. Nó ngập mặt cái viên rau củ như vậy nè. Thì khi mình chiên á, nó sẽ ngon hơn và nó có cái độ giòn hơn. Thì các bạn sử dụng cái chảo dừa nhỏ á, thì mình chiên á, mình đỡ tốn cái dầu ăn hơn. Và giờ thì những viên rau củ thì mình cảm nhận giờ nó cũng sắp vàng rồi. Thì tiếp tục mình cũng sẽ chiên cho nó vàng thêm một tí nữa. Nó vàng đều tất cả các mặt thì như vậy là được. Giờ thì mình sẽ đem ra ngoài cái giấy thấm dầu. Tại vì khi mình chiên á thì nó rất là hút cái phần dầu nên mình phải để vô cái giấy thấm dầu, hoặc là các bạn có thể để vô cái gỗ á để cho nó gõ bớt cái phần dầu nha. Và tiếp tục á thì mình cũng sẽ chiên những cái viên còn lại. Mình chiên cũng y như vậy, đến khi nào hết thì thôi. Và món đậu hũ trộn với rau củ viên mình chiên chay thì mình cũng đã làm xong, nhìn màu sắc rất là đẹp. Thì khi mình ăn cái viên rau củ này nó có độ ngọt tự nhiên từ rau củ và có độ giòn bên ngoài rất là ngon, và ăn cùng với là một ít tương ớt hoặc là món ăn vặt ăn kèm với bún xào chay, cơm đều là rất ngon. Cách làm thì rất nhanh lại đơn giản. Bạn nào thích ăn rau củ nhiều á thì các bạn có thể làm món này ăn rất ngon và thanh đạm. Thì chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.